quay về bắt đầu nào. Quay về từ niêm phong trước. Quay về từ niêm phong. Xấu niêm phong anh ạ. Bây giờ bắt đầu là chị em nói nhau quay cảnh khác rồi quay lại chứ. Thôi đoạn này cắt. Cắt chất nghiệp. Đây đoạn này quay. Này em cầm nhá. Cái bàn chưa nhở? Đây bàn, đây bàn, đây. Đây em ơi, chưa rồi. Cái bàn chưa này, anh tao giả. Đây bàn đây. Mọi người quay về đây đi. Quay vào đây vậy. Con, để con này. Con vào đây để Linh vào đấy. Quân, đợt bàn đây. Rồi, thế này em xếp cho. Quay vô mà. Quẩy thôi. Quẩy lúc lúc nhận ra lại buồn. Em thích cái tưới hơn. Sao phải nghe rồi nó chẳng lắm. Lại hết người mê mà. Nói chung là mê đấy em. Nói chung là đừng hy vọng gì nhiều. Em cứ đỡ. Giải để vui. Ôi giời ơi. Giải để mất quá. Nhưng mà ban giám khảo làm sao mà ấy thế nhỉ. Cứ so bồ. Tao cứ phải cứ giúp rồi. Em là gì ra. Ban giám khảo giúp tưới làm gì thôi. Không theo giải không anh? Không theo giải. Chị tớ thế này. Cho thể to. Cho thế thôi. Chị cứ cho vào. Quyền nào to nhất là cứ cho vào đấy. Mấy tới to luôn mà. Chả múa quá. Lại còn to bé nữa. To nhất là ở đây. Em tưởng là tặng thưởng theo tác phẩm. Ví dụ tác giả. Ví dụ nhìn là Nguyễn Du là nhất. Chứ lại cứ quyền là ông nào biết nhiều nhất là to nhất à. Cứ tới to là to nhỉ. Cái đấy thì tiền thì đúng đúng không? Nhưng mà quyển sách thì... Còn này chắc là được tặng quyển gọi là Wikipedia rồi. Dày nhất đúng không? Anh lại quay cả công tác chuẩn bị phần thưởng. Phải quay cho em, anh là gọi là báo đài thì nó phải trung thực. Lột tả hết ạ. Behind the sun đúng không? Behind the sun. Anh ơi, anh mở cái hộp đấy ra cho nó đẹp. Đấy, ý là có chỉ đạo về ngôn ngữ học ngồi đây rồi. Thành vừa rồi là nói sai nhá. Không, không phải à, sau hậu trường ấy. Behind the sensor hay the gì. À, behind the scene. Rồi xong. Rồi, đẹp thế. Mình thích cái vỏ. Mình cũng thích cái vỏ. Xin nữa ai có giải mình xin. Xin công bố giải thưởng nhá. À, công bố gì anh phải lên trên nhá. À, ngồi. Em đang ngồi. Anh phải đứng ở đây anh. Nó phải trang trọng với lịch sự. Anh phải đứng ở đây. Phải đứng em cảm ơn. Anh phải đọc khoan đã. Khoan đã. Anh phải cho cái này vào báo. Anh phải cho cái này vào báo. Báo. Anh ơi, anh phải cho nó vào vào báo này đấy. Kẹp nó vào, kẹp nó vào. Đấy, kẹp nó vào. Đúng rồi. Phải tôi rất hồi hộp. Do năm nay ban giám khảo chúng ta hơi thấp nên là sẽ đứng lên cả cái này nữa. Đấy là đẹp anh ạ. À, không nhưng mà ban giám khảo hơi thấp, không phải đứng lên đấy. Lên sân khấu đi. Lên sân khấu. Thôi nhá. Thôi nhá. Bắt đầu quay phim rồi, bắt đầu quay phim rồi mọi người gọi là phải nghiêm chỉnh tí. Trao giải nhá, bắt đầu nào. Chân dài đâu, chân dài đâu, để trao giải. Thư ký đứng lên. Hôm nay là có hai giải mà người lại có giải lại không có mặt. Nên là bỏ qua. Bây giờ trao giải nhất là giải măng non. Giải đầu tiên. Anh làm ai hồi hộp quá. Giải thứ nhất là giải măng non. Giải đầu tiên. Hồi hộp quá. Anh giải nhất thì là măng non. À, cái gì nhà chiếc rượu anh ơi. Tại vì đang quay anh ơi. Anh đi nhau. Anh nhiều tuổi rồi con. Rồi xin công bố giải măng non. Măng non chấm những tiêu chí gì anh? Báo giới về hỏi gọi là xin hỏi là tiêu chí chấm giải măng non là như nào? Tiêu chí của giải măng non là gì? Lạch mắt này. Phong trào sáng tác nghệ thuật năm 2010 thì với cái giải măng non là dành cho tác giả cái tâm hồn của Xuân Lê. Người đó là ai? Xin mời.
Khang, à quên. Xin mời chị. Chị Sinh. Chị nhiều quá. Mang số báo danh bao nhiêu anh? Số báo danh bao nhiêu anh? Đây, chả có số báo danh. Hoàng Thư Giang. Lên. Nhưng bài gì anh nhỉ? Để con người. Bài gì đây anh? Anh ơi, tình hình là tổ chức nó. Để em quay gần nó to. Cái này anh chỉ là MC đáng là phải có người khác trao giải chứ. Một anh cao to đẹp trai, Tuấn. Không. Tuấn. Ôi nhưng mà em tí em cũng lên nhận thì ngại. Không, nhưng mà Tuấn trao thôi. Tuấn lên. Em là phó nháy, em quay ảnh em chụp những cái. Không đấy, ý là có giải là em chụp. Đang bảo gì đây? Không ai. Nhớ trời xưa. Giả vờ vỡ kính. Báo xin chụp ảnh nữa. Giải đấy. Đúng là mang ngang được. Nhịp tim tăng bao nhiêu anh? May mà hôm nay chưa góc để. Ôi trời ơi, anh có cực kỳ chứ mà anh đứng lại. Em trông cái bất ngờ, tập bất ngờ. Anh chả bị tập bất ngờ. Chị ơi, đừng nhé, phải đưa cái tờ báo lên trông nó đẹp đẹp. Nếu không từ đâu ra. À, rồi. Hiểu quá. Bao ơi, anh ơi, không quay những cái cảnh lên nhìn lôm côm quá. Yên tâm, hôm sau có đội edit chuyên nghiệp. Lôm côm quá, lôm côm quá. Thế là lại lấy giải thưởng nhầm à? Xin công bố giải tiếp theo là giải 3. Giải thứ 3. Giải thâm sâu. Anh ơi, em xin có ý kiến là nên giải giải phụ trước đi anh. Nhất nhì ba. Nhất nhì ba trước đi anh. Em nhầm. Củ chuối rồi mặt dày cái thứ đi. Có mặt dày sao sao không? Ok. Em xin bị cha chuẩn bị. Giải tiếp theo là giải củ chuối. À, củ chuối. Giải củ chuối. Nên giải củ chuối. Cho người sáng tác một buổi là xong. Khó mà. Một buổi có khi mấy tiếng xong. Hồi hộp quá anh ạ. Em cũng sáng tác một tiếng đây, hồi hộp quá. Thế là giải củ chuối thì xin cảm ơn. Nguyễn Xuân Tuấn. À, đúng rồi. Có chàng trai trẻ lên gân đấy, ngồi liền một lúc gọi là ra vần chim to đây anh ạ. Ô cẩn thận. Cái này á? Tùy em. Tùy em. Đứng lên. Đã thấp rồi. Đã tùy thấy cái to. Sai thế. To nhầm giải. To mà nhầm giải không anh? Bé. Bắt giám khảo buồn cười quá. Cái này thì chả công minh gì đâu. Em ruột đấy như nhau cả đấy. Có một cái túi to. Xin cảm ơn. Cái gì đấy? Cầm cả hai tay xin chào. Bè như thế này. Tay kinh quá. Rồi, cười cái nào nhìn nữa không? Khán giả vỗ tay. Rồi, chúc mừng các bạn. Xin chào ông Hồ Tổng Kiên. Con gái chào em một đấy. Kinh quá. Bộ giải đưa cho thư ký à? Ôi giời. Giải tiếp theo. Ai cho cuối cùng giơ tay? Ý là trao giải mặt dày cuối cùng là giơ tay. Không giải giải mặt dày là giải phụ đúng không? Thôi cứ trò trước đi anh ạ. Theo đúng lệ đi. Giải mặt dày. Anh lên. Một kết quả được đoàn giết chẳng. Rồi anh thấy không hiểu.